Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm dòng máy nhấn cảm của thương hiệu Tulela, có model là TAV61L Compact. Thì hiện tại trong máy nhấn cảm này hiện tại mình đang làm 13 chức năng. Chức năng một chút xíu mình sẽ review qua cái 13 chức năng này. Hôm nay là mình sẽ cho các bạn thấy là cái độ mà sản phẩm mà mình gia công trên cái máy này. Thì cái phần giảm gia công trên máy này thì như là đầu tiên là cái khoảng cách mà chiều ngang nhỏ nhất là 70 mm, chiều dày tối thiểu là 10 và cao nhất là 60, và cái độ dày của nẹp là khoảng tầm 3 ly, 0.43 ly. Đây là khoảng cách từ cái miếng ván này đến ván kia là 600 mm. Đây là sơ bộ. Rồi đi rồi. Tiếp theo thì cái đây là cái sản phẩm mà mình đã dán lên trên điện máy này, dán trên điện cổ đây. Đây là dán đẹp bo thì bo được cái đường cong như thế này luôn. Còn đây là dán con no line, sản phẩm no line. Nhưng mà no line thì đương nhiên là sẽ sử dụng cái máy khác các bạn. Đây là thông số kỹ thuật. Thì mình sẽ đi vào thông số kỹ thuật và mình sẽ đi vào cái phần này về động cơ của motor thôi, của các cộng thôi. Phần khác là mình đã giới thiệu qua sơ rồi. Đây thì cái bộ phận về mô linh cũng như là phay đó là hiện tại là hai motor với công suất 1.5 kW, tốc tạo 122 vòng trên phút. Trimming thì trimming là vừa sáng cạnh trên và sáng cạnh dưới và bo luôn gốc. Thì hiện tại đây là đây cái setup là 3 motor với công suất là 0.37 kW, tốc độ là 12 vòng trên phút đó. Thì cho nên là cái bộ phận làm sạch cái chỗ đánh bóng ấy, thì nó 2 motor 0.37 kW đó, tốc độ là 1.400 vòng trên phút, và cắt đầu đuôi là 2 motor 0.37 kW, tốc độ là 2 vòng trên phút. Còn phần xe rảnh thì 2.2 kW, tốc độ là 2.800 vòng/phút. Và đây là cái kích thước của máy đây. Là kích thước của máy là chiều ngang là 1 m, chiều dài là 5.3 m và chiều cao là 1.7 m. Tổng có trọng lượng nó 3.9 là 10. Đó. Đây là cái cụm đây. Là cái cụm của cái phần máy đây. Đây là bằng tải nè. Và đây là cái phần dừng. Khi mà sản phẩm mà nói tiếp nhau thì này là cái cử để mà mình phân cách để lên xuống, nhưng mà này xuống mình sẽ được phán thật vì linh là phun dung dịch để chống cái bám dính keo trên bề mặt. Đây là cái keo của nó, cái keo mình thì khoảng 2 kg. Đây là phân cách nẹp tự động luôn. Còn đây là cái phần chặt nẹp đó. Đây là rulo ép. Đây là nẹp đây, đây là bằng cách đầu đuôi kết hợp với một hệ thống phục vụ luôn. Đây là xuyên trên tuyến dưới và bo được gốc, và lên kế bên là cào 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 cạnh cào keo và đánh bóng. Cào keo đánh bóng luôn. Thì đánh bóng mà trước khi đánh bóng thì nó sẽ phun một dung dịch là làm sạch sạch cái cạnh và đánh bóng nó ra nó đẹp. Đó. Đây là phần thổi cái hơi nóng lại, thì cái hơi nóng này nó sẽ giúp một cái màu chỉ của mình sẽ cùng màu với cái thằng màu bán, thì nó trở nên rất là đẹp. Và thêm cái cụm như là xe rảnh nữa, thì nên nó sẽ không liên với cụm xe rảnh. Và tiếp theo thì mình video xin chào mọi người, mình sẽ đưa cho các mọi người đến một cái video mô tả rõ cái phần máy nhấn cảm này. Thì video mình thì ban đầu sẽ có giới thiệu như cái tổng quan cái sản phẩm mà công ty mình cung cấp đây, mình cung cấp ha. Thì đây là cái logo của công ty mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ về những dòng máy như dòng máy là Zenitin nè đó, hay dòng tiện chân nè, tiện CNC nè đó. Đây là dòng cắt Banisor này, đây là dòng tay nhiệt tay nhám nè đó. Đây là dòng CNC đa năng, CNC 50, và đây là CNC
máy gắn cạnh, và đây là máy khoan liên kết. Thì cái dòng sản phẩm này nó rất là nhiều phổ biến và được sử dụng rất là nhiều trong cái ngành nội thất, gỗ và nội thất của chúng ta. Thì gỗ nội thất chúng ta thì gồm có gỗ tự nhiên và có công nghiệp đó. Thì để tạm gác như thế này, sau này mình sẽ review hết cho tất cả các bạn biết là những dòng sản phẩm này đang như thế nào trong cái thị trường, hot như thế nào, thì mình sẽ còn vô vòng cái vòng video nhé. Đó. Thì các bạn phải như thế nào, đây đây cũng như mình giới thiệu sơ khảo ban đầu, thì đây là cái hình ảnh của cái máy. Khi mà máy này về xuống của bạn thì hình ảnh nó như thế này, rất là đẹp. Đây là những sản phẩm mới nhất luôn, 2019 của mình luôn. Đó, 2019 luôn, đi 2019 luôn, model là 601N luôn. Đây là màn hình, màn hình này là có kích thước là 10 inch của thằng Omron. Đây là nút lên, đây là stop trình cung cấp. Đó, đây là nút chạy đây. Đây là cái đèn báo thôi. Thì đây là những cái màn hình của nó. Thì màn hình của nó thì với đơn giản là bên góc này thì nó sẽ để modem 601N. Đó. Thì bên góc bên phải của mình thì nó sẽ để là cái thương hiệu Tulela. Thì dưới đây là sẽ để là cái nhiệt độ cho phép trong cái sản phẩm này, trong cái dòng này là máy này là 200 đến 196, và hiện tại đang sử dụng nhiệt độ là 165 167. Đây là đang thể hiện cái tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên các bạn sẽ không rõ thì mình sẽ nói rõ thêm. Còn đây là chỉ chỉnh chiều cao lên xuống cái độ dài. Đây là tất cả chức năng trong cái phẩm, sử dụng chức năng nào thì mình bật chức năng đó, nó sẽ hiện tín hiệu cho mình bật chức năng lên. Đây là chức năng đang bật đây. Đó. Đây là màn hình, đây mình sẽ chỉnh độ cao, mình sẽ độ cao là 21 đây, cho 21 chỉnh ra 21. Từ từ lên cao xuống. Đây là một phun dung dịch. Phun dung dịch này là có cái nhiệm vụ là nó làm thì keo nó không bám dính trên bề mặt nữa. Và cái đây là cái phần bơm nhất tự động luôn, bơm tất cả những cái cụm nào mà có ray bạc đạn rồi đó thì sẽ bơm nhất tự động vào cho nó trơn tru và vận chuyển rất là ok. Còn đây là bộ phận cân chỉnh cái khoảng cách để mình phay. Khi mà ván mình cắt những cái dòng máy cưa bằng trượt nó sẽ bị mẻ, hoặc là bị lưỡi cưa mồi nó sẽ lớn hơn, thì đây là mình sẽ phay lại, thì mình lại chỉnh cái khoảng cách mình phay nó còn 0.1, 0.2 gì đó để cho nó đẹp cái cạnh đi. Đó, mình đang chỉnh đây. Đó. Thì đây là trước cái bộ phay đó là bộ dán bộ phun chất làm sạch, đó như là mình đỏ thôi. Đó, đây là một phay, phay nó, đó, phay nó thể hiện hai cái độ đó. Tiếp theo là độ sấy IR đó, nó cấp nẹp tự động luôn, nó ép nẹp rồi các đầu đuôi, đó, các đầu đuôi là trimming, xuyên trên xuyên dưới xuyên góc vuông góc của mình luôn. Xong là qua cào chỉ, cào keo, đánh bóng. Sẽ đánh luôn. Thấy sơ qua. Đó, đây thì là cái tay đỡ của mình, cái đỡ này có thể lên tới khoảng 200 kg. Mình sẽ lập cửa rồi các trên đây rất là ok. Còn đây là bằng tải của mình. Đó, tải nó cũng xoáy thôi, sao mình thấy luôn. Đây là sản phẩm dán thử trên máy đây, để tốc độ nó chạy đây. Thì mình đã giới thiệu qua xong cái sản phẩm rồi, thì các bạn ai muốn tìm hiểu thêm và hãy kỹ thêm cái dòng sản phẩm này và muốn đi xem thực tế thì hãy liên hệ mình số điện thoại bên dưới.